Nha Trang vui cả nhà. Đây là Libera Nha Trang nha, một địa điểm mới, một địa điểm xuất hiện mới. Khi khách hàng đa phần đến với Nha Trang đều phải đến đây. Nhìn ha. Đó là khu downtown mới của Nha Trang nha cả nhà. Mát mẻ quá. Khi mà mình sở hữu một căn tại Libera Nha Trang thì cái khu shop house, khu downtown này nấp bên dưới chân nhà của mình luôn. Hiện tại đang có quán cà phê rồi nè, khu quảng trường nè, khu là khu trung tâm nè, khu Big Club nè. Vui cả nhà, chiều hơi bị vui luôn. Biển đẹp, đẹp và rất xa xịn đẹp. Valley hết sải của 17. Buổi chiều nè, vui. Hiện tại vẫn chưa đi vào hoạt động nha, nhưng mà buổi chiều ở đây á cũng rất là vui, nhộn nhịp. Hồi nãy là em quay cho cả nhà xem là cái bãi biển bên Grand Melia. Tại bên đó là bãi biển riêng. Còn phía bên đây là một cái bãi biển của khu Lớp Thao. Thì chưa cải tạo nhưng mà vẫn rất là ok. Ở đây chiều vẫn có những buổi tiệc ven biển đây nha. Chưa đi vào hoạt động nhưng mà ở đây vẫn có những buổi tiệc rất là nhộn nhịp rồi. Melia hết sảy. Những dịp cuối tuần mà mình về đây tổ chức party cũng khá là vui đó cả nha. Hơi bị nhộn nhịp đấy nha. Để tối nay mình thả tầm 20 em xuống chạy vòng chạy vui chết luôn á. Đây là thực tế khu Sun Home, công trường của Sun Home. Phần móng đã làm xong rồi đấy nha. Khu Sun Home là chừng sau là sẽ nằm vị trí đây nè. Bãi biển cái chỗ này thì khoảng cỡ 600m, nhưng mà hiện tại là do là chưa có cải tạo. Né sỏi lộp chỗ này nó cũng còn khá là bừa bộn. Nhưng mà khi mà xây dựng xong mà đi vào hoạt động á thì em tin chắc rằng cái bãi biển này khi mà được cải tạo á sẽ đẹp mê ly nha. Nó ôm một vòng tròn khuyết. Hơi bị xịn đó. Và đặc biệt khu nhìn xuống khu Club House trung tâm. Và đây là những căn khu downtown này. Đẹp ha. Hiện tại trên công trường này cũng không có ai thi công hết á. Đa phần tập trung ở cái khu Panorama View là chính. Vị trí này thì em thấy là nó là trung tâm hơn. Là từ ở phía ngoài mà đi vào thì gặp khu này đầu tiên. Rồi, đó là thực tế như vậy nha. Còn chi tiết hơn thì mọi người xem từ trên cao thì em có clip flycam á. Người xem chi tiết hơn nha. Là vị trí phía ngoài của tòa Sun Home này cả nhà. Đó. Từ đây thì đi bộ qua cái khu downtown thành phố đêm ở phía dưới này thì chỉ có cách là 50m thôi. Và từ đây khu Sun Home này đi qua tới cái khu của Grand Melia khoảng cỡ 250m. Đi bộ chừng vài phút thôi, tán bộ biển là mình đã tới trực tiếp rồi. Và đây là đường vào, từ đường vào vào em thấy nó cũng khá là ok. Vui vẻ, đường rất là rộng. Và ở đây là giống như là một con đường ăn chơi, khu đào thao mới của thành phố. Rồi, xin lỗi anh nhé. Rồi, chạy ra. Rồi, bây giờ em Trí sẽ đi một vòng về trung tâm Nha Trang cho cả nhà xem mất khoảng bao lâu nha. Bây giờ là 5:15. Thì mình đi tới trung tâm Nha Trang không thôi. Từ đây về Tháp Đồng Hương 10 phút, 15 phút Rồi, tầm 10-15 phút. 10-15 phút. Đó là anh tài xế anh đã chia sẻ cho nha, 10-15 phút Đường nếu mà mình cưỡi ngựa xem hoa, ngắm cảnh chắc chừng 15 phút, còn nếu mình chạy nhanh thì chừng 10 phút. Sát ở bên này thì có một cái resort Amina, năm sao cũng khá là đẹp. Và đôi khi mà đường thẳng đường Phạm Đồng là trục ra quốc lộ 1 này. Khu vực này là chiều rất là đông vì lượng khách du lịch mà họ nghỉ dưỡng năm sao đến với Nha Trang, họ chọn khu Bắc Nha Trang thì chỉ có khu vực này là xịn sò nhất rồi. Gần đây là có Alibu này, Amina này và có Grand Melia 6 sao. Và tương lai thì có Libya Nha Trang nữa. Xịn ha. Không thể nào tuyệt vời hơn nữa. Đó, chiều nha, những khu resort sạch sẽ. Quá đẹp.
cùng em Trí dạo một vòng Nha Trang. Nếu mà chiều chiều đường biển khu này là đẹp lắm ha. Đẹp mát, chiều người ta đạp sẽ đạp dần này. Gần này là có cái resort này, resort được cái gì nữa? Banh này, banh đe gì đó. Boma phía bên kia là gì, Valibu gì, rồi Amina, ok, resort sát bên luôn. Nhưng cái này nhưng mà cũng hơn 62 kia đúng không? Một đêm ở đây thì nếu mà khách sạn dọc đây thì tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Còn Grand Melia thì 5 triệu. Không khá ok, từ đây đi về trung tâm. Được cái là chỉ đi về khoảng 10 phút thôi. Nó rất là phù hợp. Cái khoảng cách địa lý là khoảng 10 km thì em biết là toàn diện, nó đầy đủ hết. Những yếu tố là không quá gần, không quá xa. Mình muốn chút riêng tư thì vẫn có sự riêng tư. Mình muốn sự nhộn nhịp thì mình tiếp cận trong vòng 15 phút. Ra taxi thì mang chở quý vẹo. Ở trung tâm ăn chơi bay nhảy, nhẹ nhõm chơi cả đêm overnight, ngày mai tối về có người đưa về nha. Ở trung tâm bạn có thể nha, ở trung tâm ồn ào với lại không có những khu riêng tư, sẽ không có những cảm giác chiều chiều. Ở khu phía này là đi xuống là khu bến du thuyền, bến du thuyền là nằm phía đó, và đây là có ba cái nhà và dự án này nó cũng đã đứng rồi, chắc rồi. Thì bởi vậy những anh chị mà đang tìm một căn hộ Nha Trang thì bây giờ mà sản phẩm mà đẹp gọi như ít lắm nha, hiếm lắm. Đi về ra Nha Trang những điểm sáng sáng chói. Với những chia sẻ này của em Trí thì anh chị hoàn toàn là cân nhắc, nên cân nhắc nha, lựa chọn đi về ra Nha Trang và chọn em Trí rồi. Ok, tới giờ đi tới biển rồi, ăn chơi rồi, và em làm em Trí nha. Cảm ơn nhà, bye.